Chào các bạn, trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một cái class của Revit API, đó là Geometry, đó là hình học của một cái phần tử trong Revit. Tại sao chúng ta tìm hiểu về cái class này? Bởi vì các bạn biết là nếu các bạn nắm được cái hình học của các phần tử trong Revit, các bạn có thể triển khai được rất nhiều các cái việc khác nhau. Ví dụ như các bạn có thể sử dụng cái hình học này để các bạn trích xuất ra diện tích xung quanh, các bạn tính toán diện tích xung quanh, tính toán thể tích, các bạn có tính toán được cái chiều dài, vân vân. Các bạn có tính rất là nhiều thứ khác nhau để phục vụ cái công việc của các bạn nếu các bạn truy vấn vào được tất cả các cái đối tượng hình học của một cái phần tử. Ok, mình về Object Browser, mình sẽ search cái element. Đây, thì trong cái element này thì các bạn thấy là nó có một cái phương thức get geometry. Ok, element, chúng ta có cái phương thức geometry đây. Đấy, thì cái này các bạn phải truy vấn thông qua cái get geometry, nó chuyển vào một cái tham số là option. Từ đây các bạn có thể lấy được về cái geometry element của một cái phần tử. Đây, nó chuyển về đối số là class của cái class option này, đối tượng của class option. Bây giờ mình sẽ kích vào option này để chúng ta xem. Đây, trong cái class option này thì các bạn thấy là đây là hàm tạo của nó này. Đấy, rồi chúng ta có thể thực hiện cái việc set cái detail level này, thể hiện cái mức hiển thị của cái hình học của cái phần tử mà chúng ta lấy ra. Thì mức độ hình học là có thể là curve, across, medium hoặc là file. Cái file là cái mức độ chi tiết nhất. Đấy, rồi có thể là các bạn sử dụng cái property là include non-visible object này, tức là bao gồm cả cái đối tượng hình học mà đang bị ẩn không. Đó, rồi các bạn lưu ý là khi các bạn được lấy được về cái geometry geometry element ấy, thử geometry. Đó, khi các bạn lấy về được cái geometry element này, các bạn có thể sử dụng vòng lặp để bạn có thể duyệt qua tất cả các cái đối tượng của cái class này. Thì tất cả các cái đối tượng của cái class này khi các bạn sử dụng vòng lặp, các bạn lặp qua ấy, thì nó sẽ trả về một cái kiểu là geometry object. Và khi các bạn muốn sử dụng thì các bạn phải ép kiểu cái geometry object này về các cái đối tượng hình học mà các cái đối tượng hình học khác nhau. Ví dụ như là trong Revit này chúng ta có cái class solid quản lý về cái khối đặc, rồi là có face quản lý mặt, và s là quản lý các cái đường thẳng map. Thì bạn phải ép kiểu về từng cái loại đấy để các bạn sử dụng. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một class để minh họa cái điều này. Chúng ta kích vào đây, chúng ta add một cái class mới. Đây mình đặt tên là get geometry. Ok, add. Rồi bây giờ mình sẽ copy thằng này sang. Rồi mình copy thằng transaction attribute. Rồi ok, đây nếu các bạn không thay đổi thì mình các bạn chỉ để read only thôi. Rồi ở đây mình sẽ kế thừa external comment. Ok, mình kế thừa cái phương thức của nó. Bây giờ mình sẽ xóa cái thằng này đi. Mình sẽ copy những cái thằng này vào. Ok, rồi mình sẽ xóa cái thằng using này đi. Ok,
Rồi, thực ra là chúng ta sẽ phải cái get element này phải đưa vào đây. Nếu mà nó đúng là cái r này khác null thì chúng ta mới lấy về cái phần tử id này. Đấy, như này. Ok. Chúng ta vẫn sử dụng yêu cầu người dùng kích chọn một cái element này trả về một cái đối tượng thuộc cái class reference. Xong chúng ta lấy về cái element id và chúng ta lấy về cái element của phần tử. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ lấy về cái geometry element của cái phần tử. Get geometry. Đầu tiên để get về geometry thì chúng ta phải tạo ra một cái đối tượng thuộc cái class option. Đây. Option bằng new option. Rồi sau đó các bạn có thể thiết lập các cái property cho cái đối tượng option này. Property chấm. Ở đây mình sẽ set cái detail level này bằng view detail level. Cái này mình chấm file. Đấy, chúng ta sẽ lấy về cái sự hiển thị chi tiết nhất của hình học của một cái phần tử. Rồi sau khi chúng ta có cái này rồi thì mình sẽ tạo ra một cái đối tượng thuộc lớp geometry element như sau. Geometry element Geo element. Ok, thằng này nó sẽ bằng lại element chấm get geometry. Chúng ta sẽ chuyển vào đối tượng option. Rồi chúng ta có geometry element của cái phần tử chúng ta kích chọn này rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng vòng lặp for để mình duyệt qua từng cái phần tử. Đây, chúng ta có geometry object obj in geometry element. Ok. Đấy, chúng ta duyệt qua phần tử thì từng cái phần tử trong cái geometry element nó là geometry object. Khi các bạn muốn sử dụng geometry cái hình học của cái phần tử này thì các bạn phải ép kiểu cái đối tượng geometry object về cái dạng class hình học mà chúng ta cần. Ví dụ các bạn biết là ví dụ ở đây mình nói ví dụ khi chúng ta ở đây mình sẽ chọn đối tượng là world chẳng hạn thì nó là kiểu solid. Thì bây giờ mình phải ép kiểu cái geometry object này về cái world của chúng ta là kiểu solid. Ở đây mình sẽ phải solid. Solid sẽ bằng obj solid. Đấy, tiên mình sẽ ép kiểu cái này. Đấy, sau đó nếu các bạn muốn sử dụng thì bạn có thể thực hiện một cái việc là các bạn sẽ kiểm tra xem solid này nó là null hay không null. Đấy, nếu mà nó khác null thì chúng ta mới đi thực hiện tiếp. Nhưng ở đây trong ví dụ này thì mình sẽ click trực tiếp vào cái world cho nên chắc chắn là cái solid này nó sẽ không thể null được. Đây, mình sử dụng luôn. Rồi sau khi mình có cái solid này rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ làm cái bước tiếp theo là gì? Mình sẽ sử dụng vòng lặp mình sẽ trích xuất ra được các cái bề mặt của cái solid này. Sau đó chúng ta sẽ đi tính toán cái diện tích. Đấy, diện tích của các cái bề mặt này lại. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái biến là biến face. Đấy, như này bằng không. Cái biến face này nó có trách nhiệm là nó sẽ đếm tất cả các cái mặt trong cái solid này. Rồi chúng ta sẽ tạo ra một cái biến nữa là biến double area. Là sẽ biến này sẽ có trách nhiệm là tính toán cái diện tích cho chúng ta của tất cả các cái face của cái khối solid này. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng vòng lặp for. Rồi chúng ta sẽ có cái khối face. Chúng ta f in solid. Đó. Solid này các bạn phải chấm face. Đó. Để lấy về tất cả duyệt qua tất cả các cái mặt của khối solid. Sau đó thì các bạn tính toán cái diện tích của nó như sau. Ta có area cộng bằng f.area. Đấy. Rồi chúng ta có đếm xuống mà là face tổng cộng. Ok. Rồi sau khi trải qua được cái này rồi thì bây giờ mình sẽ in ra màn hình. Rồi chúng ta sẽ in ra màn hình như sau. Chúng ta sử dụng cái task dialog chấm show geometry.
Rồi ở đây mình sẽ sửa string.format. Word đã chọn có số mặt là, rồi đây mình chuyển biến thứ nhất, không, số mặt là không, tổng diện tích các mặt là, đây mình chuyển là một, ok phải. Đây mình xuống dòng, rồi ở đây mình sẽ chuyển biến thứ nhất là face. Rồi biến thứ hai chính là cái diện tích. Diện tích này thì các bạn có thể convert sang cái diện tích là hệ mét, bởi vì là trong Revit lập trình ý, thì nó sẽ là fix, cho nên các bạn có thể convert sang bằng các bạn sử dụng cái lớp này, unit util chấm đây. Đây chúng ta sử dụng phương thức convert from internal unit, tức là sẽ chuyển đổi cái đơn vị từ cái đơn vị mà trong cái lập trình này. Ok, mình chuyển vào đây là area, và chúng ta sử dụng display chấm, đây chúng ta sẽ sử dụng cái area. Mình sẽ phải tìm cái diện tích hình như là DOT square, square mét đi, chúng ta tìm được mét đây, ok, mét vuông. Rồi ok, mình lưu lại. Rồi chúng ta tìm hiểu lại một chút nha. Đầu tiên là mình sẽ lấy về cho người dùng, yêu cầu người dùng kích chọn cái bức tường này, cái word này. Rồi sau đó mình lấy về cái geometry element từ cái tường đấy này, đấy, bằng cách sử dụng phương thức get geometry, chuyển vào đây một đối tượng là option. Sau đó mình sử dụng cái vòng lặp for x, mình duyệt qua từng cái phần tử của cái geometry element đấy, thì nó sẽ từng cái phần tử này là kiểu geometry object. Và khi mình muốn lấy về cái solid chẳng hạn, từ lấy về từng cái dạng hình học ấy, thì mình phải ép kiểu cái geometry object này về cái đối tượng hình học mà chúng ta cần. Thì ở đây đầu tiên mình sẽ ép kiểu nó về kiểu solid, vì mình biết cái world ấy là kiểu solid. Sau đó mình sẽ lấy về các cái mặt của cái solid đấy, và mình tính toán diện tích và đếm số mặt cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đăng ký cái này trong cái my file manifest, và kích vào đây, mình copy cái thằng này xuống. Đây là mình chấm get geometry. Rồi get geometry. Ở đây nội dung của cái này là phần description, thì mình để là count and area of element. Ok. Rồi, cấu id chúng ta phải tạo đặt vào đây. Rồi thực hiện mình lưu lại. Bây giờ chúng ta sẽ run debug. Rồi mình sẽ tạo ra một cái template kiểu architecture. Rồi mình về 3D. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái world. Đây. Ok. Vấn đề là set. Rồi bây giờ mình sẽ vào tab Edit, kích External Tool, Get Geometry, kích vào đây. Ta xem nó báo lỗi. Chúng ta cancel. Mình quay trở lại Visual Studio để mình kiểm tra xem nó bị lỗi gì. Rồi mình kích dấu vuông này. Ok. Cái phương thức dialog.show này của chúng ta bị lỗi chỗ này. Ở đây chúng ta phải phẩy
Đó. Rồi, ok, mình sẽ tiến hành đi bước lại. Rồi, chúng ta vào vấn đề. Mình sẽ vẽ một bức Word ở đây. Chọn kiểu set. Rồi, bây giờ mình sẽ vào Add-in External Tool, chọn Get Geometry. Click vào đây. Đấy, các bạn thấy nó hiện thông tin này. Word đã chọn có số mặt là 6, tổng diện tích các mặt là 121.28 m². Chúng ta click Close. Đó. Rất đơn giản. Đây là cách các bạn truy vấn vào đối tượng hình học của một cái phân tử để các bạn thực hiện các phép tính toán. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn đặt câu hỏi trên website rsvn.net. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.